Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và hôm nay mình sẽ trình bày cho các bạn về cái bài giảng kỹ thuật điện tử. Phần hôm nay chúng ta cần phải tìm hiểu là đặt tuyến Volume. Đầu tiên là cái phần này đã. Vậy thì đồ thị biểu diễn mối tương quan giữa dòng điện và điện áp trên DIT gọi là đặt tuyến Volume, hay là gọi là đặt tuyến tĩnh. Người ta có bốn phân làm bốn loại đặt tuyến vào ra truyền đạt trong điện và điện áp. Đấy. Đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu đó là đặc tính B chung. Ở trong phần này thì ta thấy rằng nếu mà ngõ B chung, ta sẽ có một công thức E bằng F của VE. Trong đó VCB là bằng không đổi. Ở thế ta quan sát cái đường đặt tuyến này, ta thấy rằng VCB đây không đổi, luôn bằng không vô. Và VCB ở đây người ta chú thích là 10V, VCB đây người ta chú thích là 25V. Ở đây là đường trục IE. Ở đây là người ta ký hiệu là trục VBE. Đối với ngõ ra chung thì IC sẽ bằng F của VCB. Trong đó IE bằng con tôm không đổi. Ta quan sát cái đường đặt điện của nó, ta sẽ thấy rằng các đường IE nó lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và VCB khi đến một giá trị nhất định nào đó thì IE nó sẽ không đổi. Và IC nó sẽ bằng F của VCB. IC nó sẽ bằng F của VCB. Rồi. Đặc tính thứ hai là đặc tính E chung. Đối với dòng CEO và beta thì ta thấy này, VCC này, hướng đi của CEO này. Đấy. Khi mà transistor nó mở, transistor đây là NBN. Đây là BNB. Đấy. Có hai hướng, một hướng là ra E, hướng là vào E, vào B. Và dòng ICO là dòng ngược, trên tiếp xúc với IC khi hở mặt ở ngõ vào. Cũng từ công thức ta có những điều như sau. IC sẽ bằng alpha nhân cho IE cộng cho CBO. Từ đó ta suy ra được alpha nhân cho IE bằng IC trừ cho CBO. Ta chia hai vế cho alpha, ta sẽ được IC chia cho alpha trừ cho ICBO chia alpha bằng IE. Cũng từ đó ta suy ra được IB cộng IC. Bởi vì sao? Bởi vì ta thấy rằng là IE chính là IB cộng IC, chính bằng điều này, chính bằng IC chia alpha trừ cho ICBO chia alpha. Được chưa? Từ đó ta suy ra được IC sẽ bằng alpha nhân IB trên cho
1 trên alpha cộng ICBO tan cho 1 trừ alpha. Khi V BE mở hở mặt thì sẽ có IC bằng ICEO bằng cho ICBO trên cho 1 alpha. Ta đặt beta bằng alpha trên cho 1 alpha. Và lúc đó ta triển khai tiếp, ta sẽ được IC sẽ bằng beta nhân cho IB cộng ICBO trên cho 1 alpha bằng beta nhân cho IB cộng IC EO. Vì CO là rất nhỏ cho nên IC bằng beta nhân cho IB. Ta xem ICEO là gần bằng không. Như thế ta có công thức ở đây trong trường hợp B chung là IC sẽ bằng beta nhân cho IB. Đối với đặt tuyến ngõ ra ngõ vào E chung, đặt tuyến ngõ vào E chung ta có IB sẽ bằng F của VBE, trong đó VCE bằng không đổi. VCE trong trường hợp không đổi bằng 20V và VCE trong đường nặng điện thứ hai này sẽ là 5V. IB nó chính bằng, ta tham chiếu đây, nó chính bằng F của VBE luôn. Đấy. Được chưa? Ngõ tuyến ra E chung IC sẽ bằng F của V VCE, trong đó IB bằng không đổi. IB trong trường hợp không đổi này lần lượt các giá trị 0, 10, 20, 30, 40, 50 micro ampere. Và IC ta tham chiếu lên, nó sẽ bằng F của V của C đây. Khu vực từ đây, từ 0 đến giá trị này, người ta gọi là vùng cách. Đặc tính thứ ba là đặc tính C chung. IB sẽ bằng F của VCB, trong đó CE bằng không đổi. IB ta tham chiếu ra, nó sẽ bằng F của VCB. Các giá trị VCE không đổi trong trường hợp 5V, 10V và 15V. Đặt tuyến ngõ ra C chung, I sẽ bằng F của VCE, trong đó IB bằng không đổi. Rồi, trong phần 3.5 phân cực cho BJT thì mình sẽ nói cái phần này ở mục sau. Và mục này chúng ta tạm tìm hiểu đến đây là kết thúc. BJT đây các bạn. Ôn lại nhé. Đây là BJT. Đối với trang NBN nó ký hiệu như thế này. B hướng lên E. Mũi tên ấy, nhớ chú ý mũi tên nhé. B hướng lên E nhé. BCT BNB thì từ E nó hướng lên B. E hướng lên B. BCT, ta ôn lại một lần nữa. BCT có cực E là cực emitter, cực C là cực collector, cực B là cực biaser. Hình dáng trong thực tế của nó đây. Đối với trang C1815 nó là ECB, trong đó C là ở chính giữa. Đối với trang D1555 thì C nó cũng ở chính giữa. Tuy nhiên B nó ở bên trái và E nó ở bên phải. Nó trái ngược hoàn toàn so với C1815. Và BGT là một linh kiện bán dẫn, nó là một trang lưỡng cực, có 3 cực, có khả năng khích đại tín hiệu hoạt động như một khóa đóng mở thông dụng trong ngành điện tử. Thì trong điện tử người ta chỉ cần thay một con trang to thôi là đủ để thấy được dòng điện chúng ta nó hoạt động như thế nào rồi, mạch chúng ta nó êm hơn rồi.
và chúng ta kết thúc tại đây.